Dạ hello, kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Thì hôm nay em Hương sẽ gửi đến cho cô chú anh chị mình một siêu phẩm nhà giá rẻ nằm ở khu vực là Phước Hậu cô chú anh chị mình nha. Và diện tích của mình á là ngang năm dài tới tận 21,3 cô chú anh chị. Sổ hồng riêng có ngân hàng hỗ trợ cho mình vay là 50 giá trị của căn nhà. Thì quý cô chú anh chị mình muốn biết một cái giá chính xác thì hãy đồng hành với em Hương. Đến cuối video em Hương sẽ báo cái giá tổng cho quý cô chú anh chị mình nghe ha. Và bây giờ em Hương sẽ quay lại cái địa thế là em Hương sẽ chào cho mình là cái vị trí nhà. Thì hiện tại trên con đường này là con đường bờ chùa. Đó, em Hương đang đứng trên là trục con đường bờ chùa sát bên trường học Phước Hậu luôn cô chú anh chị nha. Và từ đầu đường bờ chùa mình vào bên trong con hẻm đường nhà mình á là tầm chỉ có 100 mét thôi, rất là gần. Và đường xá của mình á thì nó cũng rất là rộng rãi và thông thoáng luôn. Đường này thì đường là 4 mét, xe hơi mình có thể di chuyển vào bên trong ngôi nhà mình luôn cô chú anh chị nha. Nhà mình thì cách cái đường nhựa là tầm khoảng có 50 mét thôi, rất là gần cho quý cô chú anh chị mình về đây sở hữu cái nhũ nhà này luôn. Đó, và giá thì chỉ trên 2 tỷ một tí thôi cô chú anh chị ha. Đó, giờ thì cô chú anh chị mình di chuyển cùng em Hương, mình tiến vào trong để mình khám phá sơ chi tiết về ngôi nhà này. Thì ngôi nhà này bên đơn vị em Hương á là xây 2 căn thì cũng đã bán hết một căn rồi, chỉ còn sót lại một căn cuối cùng để gửi đến cho quý cô chú anh chị mình thôi ạ. Và nhà mình thì thiết kế theo một cái kiểu là mái Thái đôi cô chú anh chị ha, nhìn rất là sang trọng và bắt mắt luôn. Cô chú anh chị mình có thể quan sát một lần nữa từ phía trên mặt diện của ngôi nhà. Nhà mình á thì thiết kế cho mình là một trệt tới tận một lầu và 3 phòng ngủ và một phòng thờ luôn, rất thích hợp cho đình mình có thành viên từ 4 đến 6 người mình ở cô chú anh chị ha. Một cái môi trường rất là tốt và diện tích nó lên tới là 110 mét vuông cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Đó, và bước vào trong thì ở ngoài nè thì bên đơn vị của Hương làm cho mình là hai cái trụ cột rất là to, rất là cao luôn. Ở phía trên thì sẵn cho mình là hai cái bóng đèn khắp sáng cho ngôi nhà của mình. Ở đây á thì là điện nước đã vào chính thức nhà nước hết cho quý cô chú anh chị mình rồi. Đó, nên khi mà mình về đây mình sở hữu mình cũng rất là yên tâm luôn. Và đường xá của mình đi á rất là khắp sáng đó cô chú anh chị. Cách khoảng một cây số sẽ có một cái bóng đèn cho cô chú anh chị mình luôn ha. Và bước vào trong thì bên đơn vị Hương làm cho mình là hai cái trụ kiện đến đây để cho mình trang trí những cái bông đây. Trước mắt thì bên đơn vị có sẵn cho mình là những cái cây tre trúc rồi đang trồng cho nó phát triển từ từ lớn lên quý cô chú anh chị nhé. Khi mà mình không thích thì về mình có thể trồng lại theo ý thích của mình. Và bước vào trong thì thêm cho mình là một lớp cửa bảo vệ 4 cánh khách B&C rất là chắc chắn và dày dặn luôn. Sân thì cũng rất là rộng cho mình đậu chiếc xe tầm khoảng 4-5 chiếc luôn. Ở đây về thì cứ việc mình che một cái mái hiên đưa ra để che nắng che mưa cho ngôi nhà của mình, bảo vệ cho cái sân của mình nó được sạch sẽ hơn luôn nha quý cô chú anh chị. Và bước vào trong nữa sẽ là một lớp cửa 4 cánh sơn tĩnh điện rất là chắc chắn và dày dặn. Em Hương di chuyển rất là nặng tay luôn quý cô chú anh chị, và kính cường lực. Và bên đây là một không gian phòng khách. Cô chú anh chị mình bước vào không gian phòng khách, mình có thấy cái điểm nhấn nào của ngôi nhà mình cho tôn vinh ngôi nhà mình lên không ạ? Đó là toàn bộ các phòng khách của mình đã khắc B&C hết cho quý cô chú anh chị mình luôn. Nên bước vào ngôi nhà nó rất là sang chảnh luôn cô chú anh chị ha. Ở bên đây nè, mình cũng ốp B&C, hình như là toàn bộ không gian phòng khách của mình là đều ốp B&C hết luôn. Ở đây thì mình làm một cái thanh gỗ ha, ốp B&C, đường răng may, đường răng chứ, nhìn rất là đẹp. Phần trên của mình là trần thạch cao nguyên khối, ở giữa mình làm một cái bóng đèn pha lê, nhìn rất là đẹp luôn. Và đi cho mình một dàn chỉ phào cho sang trọng, tôn vinh cái vẻ đẹp của ngôi nhà. Và đèn á thì mình đi những cái đèn lon khắp sáng từ cái phòng khách mình nó dài ra tới không sau bếp luôn cô chú anh chị mình nha. Thì ở dưới chân cầu thang nè, thì bên đơn vị của em Hương cũng rất là tỉ mỉ làm cho quý cô chú anh chị là những cái kho tủ ở đây để mình đựng những vật dụng mình không cần thiết vào bên trong cho cái phòng khách của mình nó được sinh động thêm. Chỉ cứ việc về á mà quý anh chị á chỉ cần là mình sắm một bộ ghế sofa, thêm một chiếc tivi nữa, đó là không gian này còn gì bằng nữa quý cô chú anh chị mình ha. Bây giờ mình tiến thẳng ra đây. Ở đây thì bên đơn vị Hương nè có dán cho mình một bức tranh 3D, cái phong cảnh nhìn cũng rất là đẹp nè, hữu tình lắm quý cô chú anh chị nha.
Xuống đây thì đây là sẽ là một cái gương chiếu, cái gương chiếu rất là sang luôn. Đây là một không gian phòng bếp ha. Ở đây thì quý anh chị có thể là mình đặt một bộ bàn ăn từ 4 đến 6 ghế ở không gian này. Cái mình ăn uống mình có thể nhìn vào gương, mình có thể quan sát được các thành viên trong gia đình mình luôn, rất là hạnh phúc luôn. Đây thì không gian nè, nhà bếp có tủ bếp trên nè, tủ bếp dưới nè, bồn inox 304 và mặt bếp của mình là đá hoa cương. Ở đây thì mình cũng đã ướp cho mình là một cái miếng ướp này để cho mình nấu nước á, nó có dăng dầu mỡ, mình cũng rất là vẻ vệ sinh và lau chùi luôn. Cái màu trông rất là nhã luôn cô chú anh chị ha, dễ thương lắm luôn. Ở đây thì có cái lớp tủ nữa nè. Cái tủ đây em Hương thấy cái nhà này chủ đầu tư á, mình nó thiết kế rất là tỉ mỉ, từng ly từng khúc, từng những cái góc ngách góc ngẽ luôn cô chú anh chị, nên nhìn nó rất là sang trọng nữa. Và trần ở trên của mình đã sắm sẵn cho mình ở không gian bếp là thêm cái quạt xay, để khi mỗi lần mà mình ăn cơm với gia đình, toàn tụ với gia đình thì sẽ có cái quạt rất là mát luôn, nó không có tiếng không gian của mình khi mà mình sử dụng những các quạt mà treo tường hay là những các quạt mà mình để dưới đất đó, nó sẽ chiếm không gian. Treo tường thì mình khoan nữa, nó sẽ mất cái thẩm mỹ của ngôi nhà. Nên chủ đầu tư của em Hương quyết định là làm cho mình cái quạt ở phía bên trên nữa, rất là mát mẻ luôn. Ở đây thì mình có phòng ở phía bên dưới. Nhà mình thì có thành viên lớn tuổi nè, ông bà, thì mình bất tiện bước lên cầu thang thì quý cô chú anh chị có thể tận dụng cái phòng này cho con em mình nè, ông bà lớn tuổi mình ở dưới đây luôn, để mình sinh hoạt ở đây cũng là tiện, khỏi cần phải bước lên cầu thang, để bất tiện cô chú anh chị nha. Có cửa sổ cho mình rất là thoáng mát. Hiện ở nhà này có một cái sân trước và sân sau cho quý cô chú anh chị mình luôn, rất là mát. Thì đây là một ngôi nhà hướng Bắc rất thích hợp cho những quý cô chú anh chị đang tìm nhà hướng Bắc, thì mình đừng có bỏ qua cái video và cái mẫu nhà này, mình có thể về đây mình trải nghiệm thực tế luôn. Ngôi nhà này thì mình đi chợ Bình Chánh là tầm khoảng 10 phút, mình đi xe máy thôi, rất là gần, và công ty xí nghiệp cũng sát bên. Đây là con đường thông nha, phía ngoài đường nhựa của mình là đường thông. Một bên thì mình về chợ Bình Chánh, chợ Trung Thành, khu nông nghiệp Cầu Tràm, một bên thì mình có thể về chợ Long Thượng, nó đường 835 đó, mình di chuyển rất là thuận tiện cho quý cô chú anh chị mình ha. Và đây là đường bước ra nhà sau. Thì nhà sau mình có một cái sân sau, nhà vệ sinh thì mình nằm ở cuối dãy luôn. Thì trong đây thì vẫn đủ hết thiết bị tiện nghi cơ bản cho quý cô chú anh chị mình về đây sinh hoạt gia đình rồi, nó không thiếu thứ gì hết ạ. Và cửa của mình sẽ là cửa nhôm sim pha luôn và kính mờ. Ở đây thì mình về mình cứ việc là mình che một cái mái hiên đưa lên, đúng rồi, mà làm cái hàng rào mình che một cái mái hiên. Ở đây thì có thể lắp đặt một chiếc máy giặt ở không gian này luôn quý cô chú anh chị mình ha. Có giờ nước ống cống đồ hạ tầng đầy bày bản hết cho quý cô chú anh chị mình rồi, về đây mình cũng rất là yên tâm, không có e ngại về nghẹt cống hay bất cứ một cái thứ gì đó. Và ở đây quan điểm của nó là sẽ không có bị ngập nước nha quý cô chú anh chị. Có nhiều khách hàng của em Hương rất là e ngại những cái khu vực ngập nước, thì em Hương bảo đảm với quý cô chú anh chị là khu vực này sẽ không có ngập nước. Và diện tích của ngôi nhà mình rất là rộng luôn, lên đến 110 mét vuông, với diện tích là ngang của nó tới 5, dài vô là tận tới 21,3 hay 21,7 gì đó, em Hương cũng không nhớ rõ, thì hồi mình có coi sổ nhưng mà mình nhớ mãi mãi là như vậy. Nhưng mà tổng diện tích của nó thì sẽ là 110 mét vuông nha quý cô chú anh chị. Giờ thì quý cô chú anh chị mình di chuyển cùng em Hương, mình tiến lên tầng trên để mình khám phá chi tiết cụ thể hơn về ngôi nhà của mình nha. Dạ quý anh chị thân mến, hiện tại thì em Hương cũng đã có mặt ở trên cái tầng cao nhất của gia đình mình. Thì ở không gian này thì bên đơn vị Hương làm cho mình là một không gian trống. Thì ở đây mình có thể là làm phòng sách hoặc là phòng thờ tùy theo mỗi gia đình mình ha. Phòng sách thì ở đây cho con em mình học cũng rất là tiện, mình cứ trưng bày những cái kệ sách lên và mình đựng vô thôi. Còn không thì mình sẽ làm phòng thờ ông bà tổ tiên ha. Trên đây thì nó sẽ có hai phòng, trên hai phòng và không gian này nữa là mình tính cho là ba phòng nha quý cô chú anh chị. Bây giờ mình qua cái phòng ở phía dưới của dãy nhà mình. Thì phòng này thì nó rất là rộng, nó rất thích hợp cho gia đình mình. Hai vợ chồng với đứa con ở rất là thoáng luôn, có cửa sổ phía bên hông cho mình rất là mát mẻ ha. Ở không gian này là nước sạch 100% luôn, nên khi quý của chú anh chị mình về đây sở hữu mẫu nhà mình cũng rất là yên tâm nha. Và kế bên mình sẽ là một không gian nhà vệ sinh,
Đó. Thì bên đơn vị em vẫn trang bày đầy đủ hết thiết bị tiện nghi ở cơ bản cho quý cô chú anh chị mình về đây sở hữu luôn. Và nãy giờ mình lên trên một cái tầng 1 thì cả nhà mình có thấy là trên trần của mình là mình đã đi cho mình một dàn chỉ phào hết rồi không ạ? À? Nhìn rất là đẹp luôn. À, ở đây mình ốp hết những các dãy tường nhỏ, mình đi hết luôn, nên nhìn ngôi nhà của mình nó sẽ tôn vinh vẻ đẹp và sang trọng hơn luôn. Và trần của mình thì là sẽ là trần thạch cao nguyên khói, hệ thống đèn nè mình đã lắp đặt đầy đủ hết cho quý cô chú anh chị mình rồi ạ. À. Thì qua đây kế tiếp thì cái phòng này là cái phòng lớn, nó mình có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ, tùy theo mỗi gia đình mình thiết kế cái ngôi nhà mình như thế nào, đặc sắc như thế nào thôi ạ. À. Và diện tích này rất là rộng luôn, ngàn năm, dài tới tận 21,3 luôn quý cô chú anh chị. Một ngôi trường rất là tốt và rộng rãi, thoáng mát ở trên thành phố của mình. Làm gì mà có cái diện tích như vậy mà giá chỉ có là 2,150 tỷ thôi quý cô chú anh chị mình ha. Đây là giá tổng, sẽ không phát sinh thêm một đồng. Đó, đây là giá tổng luôn và pháp lý minh bạch rõ ràng để gửi đến cho quý cô chú anh chị ha. Thì giá này em Hương đưa ra là một cái giá chốt cho quý cô chú anh chị luôn. À, và này sẽ có ngân hàng hỗ trợ, mình chỉ cần thanh toán 50% giá trị của ngôi nhà thì mình có thể dọn đồ vào ở rồi. Đó, thì bây giờ mình ra cái phòng, cái view mà ban công rộng rãi thông thoáng. Ở đây thì tha hồ mà mình trồng cây. Và hai cái trụ cột này thì mình cũng đã sơn cẩm thạch cho quý cô chú anh chị rồi, nên nhìn rất là đẹp. Ở trên thì sẽ có một bóng đèn nữa, và hai bên đây sẽ có bóng đèn thắp sáng cho quý cô chú anh chị mình luôn. Em Hương mời bạn quay phim qua đây, mình quay sơ vòng vòng ở đây cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì dân cư ở đây thì nói chung là ở cũng tạm ổn rồi ha. Và quý cô chú anh chị mình có thể nhìn thẳng ra đường đó. Cái đường đó sẽ là cái đường lộ của mình, cái đường lộ lớn, đường bờ chùa nha quý cô chú anh chị. Thì giờ này giờ trưa rồi, xe thì nó chạy cũng vắng lắm, cũng ít người chạy. Nhưng mà buổi sáng như buổi chiều thì dân cư ở đây thì ở rất là đông, xe chạy rất là nhiều. Tại vì sát bên mình bước ra chừng khoảng 200m thôi thì mình sẽ đậu một cái trường học Phước Hậu rồi. Đó, nên khi mà mình về đây mình ở, con cái mình đi học cũng rất là thuận tiện. Và chợ búa thì mình đi trong vòng 500m, bệnh viện, đồ bất cứ cái thứ tiện nghi cơ bản của mình sẽ nằm trong vòng bán kính 500m thôi. Đó, tiện ích xung quanh thì đầy đủ rồi. Giờ thì em Hương cũng xin báo lại với quý cô chú anh chị mình ha. Thôi giờ mình di chuyển cùng em Hương ú, mình tiến lại cái tầng ở phía bên dưới đi. Rồi em Hương sẽ báo lại chi tiết hơn để gửi đến cho quý cô chú anh chị mình nha. Em Hương xin mời. Một không gian rộng rãi, thoáng mát. À, và diện tích ngang năm, dài tới tận 21,3 lận quý cô chú anh chị. Và giá tổng của nó chỉ có là 2,150 tỷ thôi. À, bên đơn vị sẽ lo toàn bộ hồ sơ cho quý cô chú anh chị mình được. Đây là giá tổng, sẽ không phát sinh thêm một đồng cho gia đình mình ha. Và dân cư ở đây thì ở cũng rất là đông rồi. Và đường của mình thì đường xe hơi vào tới bên trong ngôi nhà. Thì nhà mình nằm trên là đường á, là đường bờ chùa, nằm ở bên là Phước Hậu, ngay trường tiểu học Phước Hậu. Mình chạy vào bên trong ngôi nhà mình là tầm có khoảng là 1-200m thôi, rất là gần luôn. Và ngôi nhà mình ra tới cái đường nhựa thì tầm là 50m thôi nha quý cô chú anh chị. Thì đây là em Hương báo nhà thật, giá thật, vị trí thật ha, không xạo không ảo để mất thời gian của quý cô chú anh chị. Thì nếu như mà mình thích mẫu nhà này thì mình cứ liên hệ trực tiếp với em Hương, đừng e ngại, em Hương sẽ gửi thông tin sổ sách. Nếu mà mình muốn coi sổ sách thì mình phải kết bạn Zalo ha. Kết bạn Zalo thì em Hương sẽ gửi thông tin sổ sách vị trí cho quý cô chú anh chị mình về đây mình trải nghiệm thực tế về cái mẫu nhà này luôn. Và trong quá trình làm việc á, thì em Hương có gì sơ sót thì cũng mong là quý cô chú anh chị mình thông cảm cho em Hương nha. Và xem đến đây á, thì mình nhớ đăng ký kênh cho em Hương để mình có thể theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ mỗi ngày trên kênh Nhà Xịn Bình Chánh luôn. Và em Hương cũng chúc là cô chú anh chị mình mau tìm được một ngôi nhà ăn ý để mình đón một cái Tết nguyên đáng này nha. Đó. Và giờ thì em Hương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình trong những video tiếp theo ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại.